Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Xơ Rá Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì ở trong vườn em có may mắn sổ ra được một số cái chậu giả hạt hoa bệt nhé mọi người. Thì em quay clip lên thì để cho các bác anh chị chúng ta muốn sưu tầm cái chậu bệt nào thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề để đặt mua nha. Đó, hoa bệt là một trong số những cái cây hoa mà nó cho cái lưỡi bệt đậm mọi người, là rất nổi bật trong vườn. Chỉ cần trong vườn có một cái chậu bệt thôi là mọi người có thể xem là giống như cái màu sắc đỏ nó nổi bật lên cả cái khu vườn luôn. Rồi, và đợt này thì nói chung là giá bệt thì nó cũng tương đối rẻ rồi mọi người. Nên là các bác em nghĩ là với cái mức giá là 900.000 một chậu thì các bác anh chị chúng ta có thể là dễ dàng sưu tầm về làm giống ở trong vườn. Bác nào về chúng ta mát tay thì chúng ta có thể là cây kích cây lên nữa, được nhân được nhiều giống nữa thì càng tốt mọi người ha. Rồi đầu tiên thì em có tổng cộng là cũng được chục chậu nhé mọi người, chục chậu bệt. Rồi em quay sơ qua một tí nha. Số 1 này, số 2 nè, số 3, số 4 nè, số 5 nè, số 6, số 7. Rồi 890 là đang nụ, cho các bác anh chị nào chúng ta thích chơi cái hàng nụ về thì chúng ta chơi nha. Rồi đầu tiên là cái chậu số 1 mọi người thể xem, đây là một cái chậu bệt rất là đẹp nè. Và đây là thằng bệt gọi là bệt phân thùy sọc trắng ở giữa lưỡi nha. Đây mọi người xem. Cái kiểu cây bệt này là nó bệt hai bên mắt và ở giữa nè mọi người. Ở giữa nó có một cái đường sọc trắng á, cùng với đó là cái cánh, nó là cái cánh sáp nha. Cánh sáp. Đây mọi người xem, cánh sáp đẹp không? Cánh sáp và rất là dài cánh luôn. Lưỡi thì bệt đen luôn. Đây. Và cây đây mọi người, cây nè. Còn rất nhiều mắt ngủ trên thân để các bác anh chị chúng ta, bác nào mà hay kích cây, chuyên kích cây chúng ta có thể về kích, còn không bác nào để nguyên chậu nái cho em về kiếm cái chậu bự bự như hơn chúng ta sang qua chúng ta trồng là quá tuyệt vời luôn ha. Rồi chậu số 1 này thì cái giá là 900.000 nha mọi người, để em chụp hình nữa. Rồi tiếp theo là chậu số 2, chậu số 2 đây. Cũng tương tự gần giống chậu 1 mọi người, cánh hồng ha. Cánh hồng cũng đang hoa bệt luôn. Tất cả hôm nay thì đều đang hoa bệt. Đây là những cái chậu mà mới sổ ra nhé mọi người. Mọi người có thể xem nó bao gồm thân già, thân tơ đầy đủ hết ha. Chậu số 2. Số 2 cũng 900, tương tự 900. Bạn nào thích mặt hoa này. Thằng này thì nó nở đã lâu rồi nên là mọi người có thể thấy là cái phần cánh rồi nó không có được căng như là bên kia, không được căng vút ra như bên kia. Nhưng mà lúc mới nở ra thì nó cũng đẹp lắm mọi người. Nó tương tự vậy thôi ha. Rồi. Đây là những cái cây bệt gieo hạt nhé mọi người. Nói chung gieo hạt thì nó cũng như hàng rừng thôi, cũng đều từ hạt ra cả. Rồi, và đặc biệt những cái chậu bệt này á, thì nó nở hoa ngay dịp Tết luôn. Rất là hay nhé các bác. Các bác anh chị về chúng ta chăm năm sau là ngay dịp Tết là chúng ta có hoa chúng ta ngắm luôn. Chia sẻ anh em bạn bè tới nhà chơi chúng ta vừa ngắm hoa mà vừa được thưởng thức cái hương thơm rất là thơm của cây dạ hạt. Rồi về số 2 giá 900. Em đang đứng đây mà cái mùi hương của cái cây hoa bệt này nó lan tỏa ra là nghe đã lắm mọi người. Về thứ 3 nè, mọi người xem, về thứ 3 thì khá là nhiều thân luôn. Đây, thân này về các bác anh chị làm mầm gốc kích kỳ rồi. Rất là đã ha. Rồi, về số 3 đây mọi người. 3 cũng nở được mấy ngày rồi. Cánh là đã hơi cụp cụp lại rồi. Nhưng mà mọi người mua chúng ta mua giống nha. Còn ví dụ các bác anh chị muốn căng thì chúng ta lúc mà nó hoa mới nở tầm 1-2-3 ngày á, thì lúc đó là cái thời điểm mà cái cánh nó căng nhất và cũng là cái lúc mà cây nó hoa đẹp nhất. Rồi đây bệt mọi người ha, nó cũng tương tự như mấy chậu kia thôi, do đây là một cái lô gieo hạt mà, lô gieo hạt ra hoa thì nó đều tương tự như nhau. Rồi chậu số 3 này thì giá 900, chậu này thì khá là dài. Tiếp theo là em sang chậu số 4 nha mọi người, số 4 đây cũng là một cái cây bệt luôn. Cũng là một cái chậu sọc phân thùy mọi người ha, tương tự như kia. Rồi nó có một cái đường trắng trắng ở giữa này, hai mắt bệt hai bên ha, cùng với đó là cũng cánh hồng sáp. Thằng này thì nở cũng gần đường tuần rồi mọi người. Rồi đây thân tơ thân già nguyên chậu nữa đây. Rồi chậu số 3 số 4 này giá 900. Tiếp theo là sang chậu số 5 nhé mọi người, số 5 giá cũng 900 luôn. Cũng là một cái chậu bệt, hoa mọi người xem. Hoa cũng tương tự ha, đẹp ha. Nhìn rất là bắt mắt luôn mọi người. Cảm giác có một cái cây bệt ở trong vườn là nó nổi bật lên vậy. Đây, mầm gốc mầm đồ đang lên nè. Có cà ki về cho mọi người, các anh chị chúng ta có thể là trồng qua chậu mới, nhân giống thêm cho nó nhanh ha. Khỏi phải kích. Rồi. Chậu bệt số 5 này thì giá là 900.000 nha mọi người, số 5. Tiếp theo là sang chậu số 6. Một cái chậu bệt cho hoa rất là sai luôn. Đây mọi người xem, mầm gốc đang lên nè, thân còn rất nhiều mắt ngủ ha. giá 6, giá 900. Đây cái bệnh này. Cánh này thì kiểu cánh sen ha, bầu gọi là bầu cánh sen. Lưỡi này mọi người, lưỡi bệnh này ha. Rồi, rất là sai hoa. Giờ 6 này giá 900 nha. Tiếp theo là sang về số 7. Về số 7 đây à, bệnh nè, hoa chi chít luôn. Rồi, chậu số 7 này giá 900 nha mọi người. Đó, tương tự ha. Đây, mầm gốc đồ đang lên nè à, có cả cây cả đô ha. Đây, đó, thằng này mới hé ra, mọi người nhìn lưỡi nè. Đó. Rồi, chậu bệt số 7 giá 900 ngàn. Tiếp theo là em sang chậu số 8. Số 8 là cũng là một cái chậu bệt mọi người, nhưng mà đang nụ, cho các bác, thích hợp cho các bác anh chị nào về chúng ta sưu tầm về ngắm hoa ha. Đó, đây. Đang nụ mọi người nha. Thằng này là bệt rồi nha. Rồi, về số 8 giá 900 ngàn nhé mọi người, 900 ngàn về số 8. Tiếp theo là sang về số 9. Về số 9 đây. Giá 900 nha. Đây cũng đang nụ, mầm gốc đang lên mọi người ha. Thân già thì hơi héo chỗ đây một tí, mà cây đã lên mầm gốc khỏe rồi. Rồi về số 9 giá 900 ngàn, cũng đang nụ nè. Và cuối cùng về số 10 giá cũng 900 ngàn, đang nụ, về các bác anh chị chúng ta chơi hoa bệnh luôn ha. Rồi về số 10 giá 900 ngàn đang nụ nha, về chơi hoa. Rồi các bác anh chị có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ với em nhé mọi người, liên hệ đài 0384 750 258 để đặt mua. Những cây thì nó đang hoa tại chậu luôn rồi nên là cũng chả cần phải bảo hành bảo dưỡng nha mọi người ha. Vậy các bác cứ chăm tẹt ga cho em. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan bệt tiếp theo kênh Lan Rừng Hàng Độc Xơ Rá Bắc Tây Nguyên ạ. À mọi người lưu ý là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha, phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.